Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 9 tại xã Hải Hà, Ban chỉ đạo diễn tập huyện tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2016. Xã Hải Hà là đơn vị được huyện chọn tổ chức diễn tập điểm để các xã thị trấn rút kinh nghiệm. Tới dự có đồng chí Hoàng Văn Võ, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nguyễn Xuân Thủy, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể cấp huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, trưởng công an xã, đội trưởng 33 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ khai mạc diễn tập. Phát biểu tại diễn tập, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy nhấn mạnh: xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta trong tình hình mới, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ xã, thị trấn là một nội dung để đánh giá vai trò lãnh đạo điều hành của cấp ủy chính quyền đối với việc xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Để cuộc diễn tập đạt kết quả tốt, đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập và toàn bộ khung diễn tập xã Hải Hà quán triệt và thực hiện nghiêm nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, các công văn chỉ thị của các cấp về nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ theo phương châm Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành. Các cơ quan ban ngành tham mưu theo chức năng quá trình diễn tập phải phát huy vai trò của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong thực hành diễn tập, cần xác định trọng tâm, trọng điểm, vận dụng linh hoạt sáng tạo, gắn nội dung diễn tập với xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Trong quá trình diễn tập, từ người chỉ đạo điều hành đến các vai diễn phải chấp hành nghiêm các quy định của thao trường bãi tập, các quy định về sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hành diễn tập. Ngay sau phát biểu của đồng chí Bí thư huyện ủy, cuộc diễn tập được tổ chức thực hiện với hai nội dung là diễn tập cơ chế và diễn tập thực binh với các nội dung theo quy định của Bộ Quốc phòng là chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên sẵn sàng chiến đấu cao, xử trí tình huống A2, chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng chiến tranh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và thực hành chiến đấu phòng thủ của Trung đội Dân quân Cơ động xã chống quân địch đổ bộ đường biển. Trong quá trình diễn tập, các lực lượng tham gia đã nắm vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành và tổ chức thực hiện đạt được mục đích yêu cầu đặt ra. Ở phần thực binh, đánh địch đổ bộ, lực lượng Dân quân Cơ động đã hiệp đồng chặt chẽ, hành động thống nhất, chính xác, kịp thời, đánh bại lực lượng địch đổ bộ vào địa bàn, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ. Quá trình diễn tập đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Qua diễn tập, nhằm nâng cao trình độ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, nâng cao khả năng tham mưu của cơ quan công an, quân sự, tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng, đồng thời bổ sung kiện toàn hệ thống văn kiện, tác chiến, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng an ninh cho cán bộ và nhân dân địa phương.